Thưa quý vị, sáng nay 28 tháng 9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng ông Trịnh Lam Sinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang có buổi tiếp xúc với cử tri các phường Mỹ Xuyên, Mỹ Long, Mỹ Hòa, Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Trịnh Lam Sinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin với cử tri thành phố Long Xuyên dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đồng thời, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã báo cáo với cử tri tình hình kinh tế xã hội tỉnh An Giang 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang từ đầu năm đến nay. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, xây dựng, cử tri thành phố Long Xuyên đề cập về những vấn đề bất cập trong chương trình giáo dục phổ thông mới, nổi cộm làm việc sử dụng sách giáo khoa, người dân khó tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ sản xuất kinh doanh do thủ tục rườm rà, phức tạp, kiến nghị trung ương tỉnh tiếp tục có giải pháp phòng ngừa khắc phục tình trạng sạt lở, nhất là tình hình sạt lở khu vực miền núi diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay. Về quy hoạch đầu tư các công trình giao thông phải đảm bảo theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tương lai. Nhiều cử tri còn quan tâm kiến nghị đảng, nhà nước, địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa người có công. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của bà con cử tri. Điều này đã thể hiện rõ trách nhiệm và sự đồng hành của nhân dân trước những vấn đề quan trọng của đất nước, làm cơ sở quan trọng trong công tác quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Đối với những vấn đề còn bất cập, kiến nghị của cử tri thành phố Long Xuyên vừa kiến nghị cũng chính là trăn trở của các cấp có thẩm quyền, Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn lắng nghe, luôn luôn đồng hành để có giải pháp tháo gỡ, thực thi hiệu quả. Trong đó, vấn đề được nhiều cử tri thành phố Long Xuyên quan tâm kiến nghị về tiếp tục quan tâm chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa người có công cũng được Phó Chủ tịch nước giải trình và chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh An Giang, thành phố Long Xuyên tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả. Không có người có công nào mà nhà cửa còn cái vấn đề là dột nát, tạm bợ khó khăn, rồi sống quá khó khăn. Nói cao lên là của cấp tỉnh, còn đây thành phố, tôi đề nghị thành phố tính cái đó đi, là kiến nghị về tỉnh. Chúng ta cũng không thể là để cho 50 năm giải phóng rồi mà người có công vẫn chưa có cuộc sống tốt đẹp được. Tất nhiên còn là cái chuyện nỗ lực vươn lên của gia đình người có công nữa. Thì chúng ta làm hai việc. Một là phát huy cái vai trò người có công tại chỗ để vươn lên, để trở thành những tấm gương mẫu mực trong cái thời bình hiện nay. Thứ hai là chúng ta phải thật sự chăm lo những người có công mà không đủ điều kiện để vươn lên, có cuộc sống ổn định như là cái yêu cầu của Đảng, Nhà nước đó. Tức là cuộc sống người có công phải bằng từ mức trung bình trở lên so với dân cư khu vực đó. Phó Chủ tịch nước mong muốn lãnh đạo tỉnh An Giang và thành phố Long Xuyên tiếp tục phát huy tối đa trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết tốt vấn đề mà các cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Riêng những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ tổng hợp để các đại biểu kiến nghị tại các diễn đàn phù hợp.